chào các bạn. Đây là một buổi sáng trên quê hương tôi, Cà Mau thân thương. Một buổi sáng trên quê hương tôi. Các bạn thấy đẹp không? Không nơi nào bằng quê hương của tôi. Dù đi đâu bốn biển năm trời cũng nhớ về quê hương. Thấy không, rất là tiệc cứu mèo không, tiệc cứu mèo không. Quê hương mình đang ở nơi này, một nơi xa xôi hẻo lánh, tận cùng đất mũi Cà Mau. Phú Cường giới thiệu một chút xíu về nét đẹp quê hương Cà Mau của mình thôi nha các bạn. Quá đẹp các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.